Xin chào mọi người, hôm nay Châu Vàng Tuyên Quang sẽ gửi một cái máy dưới đất 178 TLP gửi đi cho thầy cho chùa Diên Phúc ở thôn Cộng Hòa, xã Hồng Mạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Các thầy lấy máy dưới đất 178 kèm theo một bộ phay. Ở trên này có thông số của máy 178. Nhìn trên lốc máy. Khi sử dụng máy thì có một số điểm lưu ý thì chia sẻ với cả các bạn và các thầy để sử dụng máy tốt hơn. Máy thì sẽ cái động cơ của nó này, cái dầu động cơ của nó đây. Đây là chỗ cho dầu động cơ vào đây thì 0,9 lít. Cái dầu động cơ này sau khi sử dụng 30 tiếng lần đầu thì mình nên thay, để thay dầu động cơ sau 30 tiếng lần đầu tiên sử dụng. Và đây là dầu hộp số. Dầu hộp số của máy này là 1,1 lít. Cái dầu hộp số này thì mình không cần phải thay thường xuyên như dầu động cơ. Dầu hộp số này thì sau 1 năm mình thay một lần. Và cái chỗ xả của cái dầu hộp số là ở dưới này. Quay cho mọi người xem. Ở dưới sân thì khó nhìn. Ở dưới gầm này nhá. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái hộp số, cái kích đề của nó này. Kích đề này thì nó có một đặc điểm của nó là nó sẽ kích ngược từ hộp số lên củ đề. Và nó làm trên cao này, nó sẽ tránh được nước vào này và nó cũng kín. Nó sẽ bền hơn, bền bỉ hơn cho cái không lo bị hỏng, không bị lo bị nước vào. Và cái con này thì nó cái sạc pin của nó là pin pin titanium. Pin này rất là bền. Nó giống như một cái sạc dự phòng điện thoại của mình ý. Và đây nó có một chức năng là ví dụ có chức năng là cái này là cái đèn này. Mình lắp vào rồi không muốn lấy ra. Đây chính là cái đèn pin này. Cái đèn pin của cái này. Ấn vào đây, ấn giữ cái này nó sẽ bật đèn. Để bật lên cho mọi người xem. Đấy. Là bật đèn này, tắt đèn này. Ngoài chức năng kích đề nó còn có chức năng như đèn pin để chiếu sáng này, có thể là giống như cái sạc dự phòng điện thoại của mình luôn nhá. Rất là tiện. Và hôm nay mình sẽ nói thêm một chút về cái cách sử dụng và cách bảo quản cái pin này cho tốt nhất nhá. Cái khớp số của nó, hệ thống số của nó, khớp số của nó này là khớp số chứ không phải dùng dây, nên là rất là bền. Toàn bộ máy là sơn tĩnh điện và lọc gió này này, lọc gió của này của nó là 5 lớp nhá, không phải là 3 lớp như các dòng thông thường khác. Và cái thao tác khi mà khởi động máy thì sẽ là ga lên này, ga lên, dí áp, bóp côn và bấm kích đề. Và bây giờ mình sẽ thao tác trực tiếp luôn. Ga lên này. Trước khi kích nổ ấy, đề nổ ấy, chúng ta phải ga lên. Về số 0, kiểm tra về số 0. Mà lưu ý nhá, về số 0 nhá. Về số 0. Về số 0 thì cái đề này được. Đấy, nếu mà không về số 0, số 1, số 2, số 10 thì là không bao giờ dí vào đề được. Để vào số 0. Về số 0 thì mới dí hai cái cực, nó mới song song nhau thì mình ấn thì nó mới đề được.
Đối với dòng pin này ấy, thì để mà tuổi thọ của pin nó tốt nhất ấy, thì khi mình không nên dùng để nó không nên để nó kiệt pin quá, mình chỉ nên duy trì ở cái mức pin là 40 đến 80%. Đây là cái mức phần trăm lý tưởng để tuổi thọ pin nó được tốt nhất, và không nên để nó tụt xuống dưới 20%, vì nó là cái mức nguy hiểm cho cái pin này rồi. Và khi mình sạc ấy, mình chỉ nên sạc đến 8 đến 90%, không cho sạc đầy quá, vì nếu mà sạc pin quá mức ấy, thì sẽ khiến tuổi thọ của pin nó suy giảm. Mà cái trường hợp mà cái thông thường ấy, thì cái dòng máy sấy đất này mình chỉ tính mình chỉ đánh theo mùa vụ ấy, có một thời gian mình sẽ không dùng đến, thì mình khi mà không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài này, thì cái pin này thì hãy nên xả xuống mức 40 đến 50% của pin trước khi cắt thiết bị, thì nó sẽ là cái mức hiệu quả để nó duy trì bảo quản cái pin này, và cho nó sẽ giảm cái hiện tượng tổn thất dung lượng của pin nhé. Đấy là những cái lưu ý của cái dòng pin lithium đó. Và bây giờ thì mình sẽ test luôn, thực hành các thao tác để test máy luôn. Và cái con này là con côn bóp để di chuyển. Côn bóp khi mà di chuyển phải bóp côn như này, côn bóp để di chuyển. Thì khi mà vào số thì mình phải nhả bỏ côn ra mới được vào số, không thì nó sẽ làm vỡ bánh răng nhé. Đây là cái điểm lưu ý quan trọng nhất dành cho cái con máy sới đất 178 này. Điểm này có một cái điểm đặc biệt, cái khớp số của nó này.